Chào chú. Sầu riêng này quá trời luôn. Mai một triệu luôn á. Cũng được. Là gần được, gần được. Thế là con này đây. Ôi giờ kẹt xe ta. Cảm ơn mọi người nha. Đang đi nghe cuộc sống Sài Gòn TV nói bà chủ và khui sầu riêng vui mấy chục ký luôn bà chủ. Làm chạy 22 ký hả? Chạy không kịp luôn. Giờ khui sầu riêng cực lắm mọi người ơi. Tranh thủ sầu riêng này nhiều rồi. Đi bắt cá mà thả tính. Thưng ghê luôn, hay cho anh rồi đi câu cá giải trí rồi. Giỡn chết rồi, ghê không? Giải trí mấy ngày. Nhất Thanh rồi nha Thanh. Nhất Thanh rồi. Hai ký. Đúng 2 ký. Hai ký cơm hả? Nhiều ký? Chạy vô trong rồi. Cơm vàng ngon. Dạ chị đã biết không biết lại sầu riêng rồi. Cơm vàng là ri sáo. Cái bảng đó là hầu ở cái chi nhánh đầu tiên đó mọi người ơi, ở Quỳnh Liên Lộc á, hôm nay trả rồi nha. Ba ký luôn hả? 3 ký. Ừ, cái chủ video á. Chào cô chú chị mà. Còn cái địa chỉ này, địa chỉ mới nhất đó mọi người ơi. Nói chung là tình hình buôn bán sầu riêng á các bạn. Bởi vì sầu riêng ở vựa chính là ở nhà vườn á, người ta xuất đóng hàng, người ta xuất đi Trung Quốc nhiều lắm. Mà khách ở Trung Quốc ăn sầu riêng dữ lắm các bạn ơi. Bây giờ chủ yếu là mấy bạn bán ở đây là khó bán, bây giờ giá nó cao nữa mọi người. Giá nào ngon là được rồi. Không, nhìn thấy 5 cái muối chà bá đúng không Long?
Anh Thanh ở đây luôn không có lên đâu. Anh Thanh là khách thôi, anh Thanh là anh trai của chị này nè. Em trai. Em trai. À có mua. Chị đẹp hỏi anh Thanh. Hỏi anh trai. Ơi, ở quận 9 là xa đó. Sao mẹ cô đó. Tại sao quận 9 đi vô đó. Cô dán xe vô trong này nè cô. Vô trong này ngồi cô hả? Chính nghiện xiển rồi đó. Chùa Thái Lan rồi đó. Mẹ nhấp vào trong. Cái màu trắng này nhìn. Không, cái màu trắng nó là nó dính vô cái cùi này nè kìa. Chị thấy sợ cái màu trắng này chắc ra bớt. À dạ là chị hay coi ông Thanh cua sầu riêng hả chị? Này là nó dễ nhiều luôn á. Này lần biết gặp ông Thanh mà rốt cuộc ông Thanh đi đâu rồi? Anh tới mua có được mấy sàn? Dạ. Cái này 2kg quá. Muốn to thì em biếu cho nó dễ. Bà chủ giờ nhắn lời với em trai là có người tới tìm cô sầu riêng nha. Nhắn lời với em trai. Không có sầu riêng đó, chứ không có tìm em trai. Tìm em trai chứ không phải là anh trai. Em trai. Lấy miệng con nó xíu lên đi đó. Dạ được chị. Đó là khách quen rồi, để mua nhiều rồi. Nhưng mà mua từ ở địa điểm này hay là phía bên kia đã mua rồi? À mới qua bên này mới biết cái bên này hả? Biết lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới lại đây mua ở chỗ này thôi. À. Thanh là em trai của bà chủ nè. Dạ. Em trai này luôn. Em trai. Được. Bỏ vô hộp đen. Em bỏ vô hộp đen nhỏ này nè. Dạ em biết không chị luôn. Dạ chị luôn. Không hình như là nó có được bự. Em lấy hộp trắng vậy chị được không? Đúng chừng không. Muốn vô mình phải nhỏ. Có cái bình to ép ra cái hộp mình mua. Em cho nhỏ cũng được. Dạ không nhỏ cũng được. Nó gọn hơn. Nó gọn hay vậy ta, nhìn thấy cái muối đẹp mà là bà phát hiện là bị sao? Nó bị sao? Khô hả? Đúng là dân đông người. Nó khô, nó sơ, người ta ăn là người ta chê. À, nó sơ. Đúng là mình nhìn mắt thường không được rồi. Bằng mắt thường, nhìn bằng mắt. Cây là không cần nhiều, nó là ngon hết.
cái lá cơm nó dạt thôi thấy chưa? Cơm vàng sánh miệng nè. Dạ đưa lên video đó chị. Dạ đưa lên video. Chị xem cuộc sống Sài Gòn, cuộc sống văn hóa, cuộc sống Sài Gòn TV. Cuộc sống văn hóa ẩm thực các chị. Để đó chạy luôn á. Là cái gì? Thôi mà cái gì? 250. Nhiêu chị? Dạ 250. Nào mà to thì nó mau đại, hấp dẫn không? Chị khách chạy từ quận 9 lên gặp tìm từ thành phố Thủ Đức á. Ngày xưa là quận 9 nha cô chú, bây giờ là quận 9, quận 2 và Thủ Đức trở thành là thành phố Thủ Đức. Sài Gòn. Chạy lên tìm em trai của Trúc. Mà em trai Trúc đi đâu rồi? Muối to dữ à ha. Muối bự, muối bự đây là tí này. 6 hộp mà chia ra 1 hộp đó hả? Hấp dẫn lắm cô chú anh chị và các bạn. Giá sầu riêng hiện tại là 101 con chút 102 à. Dạ 100 với 102 à. Cơm là 38. Bây giờ tới công đoạn ép chân không các bạn. Hút chân không. Kẹt xe mọi người ơi. Khu vực ngay chỗ công viên lề riêng này thì kẹt xe phải nói là thường xuyên á, cũng như tan tầm thì ta đi về đi ngang qua đây nhiều lắm các bạn ơi. Đó, được không? Kẹt cứng luôn. Sử dụng chiến thuật của kia luôn hả? Của có mà đừng tự làm vậy. Đang sao bữa sau lại quay tiếp. Cô Nam Cô Nam cười. Ok. Bài đốc tư. Cô Nam bài đốc tư. Gia đạo. Hôm nay cô giáo hôm qua dạy bài cho sinh nè. Kẹt xe quá trời đang đi. Bữa hỏi thăm giỡn chứ thôi mà không có cô Tú nào lên khắc khe quá. Có luôn hả? Tôi rồi đâu. Vợ người ta mà hỏi thăm làm gì? Hỏi thăm thấy nè, em vô em quay mà em vô thấy chốc quá thì hỏi thăm. Mà thấy thanh thì hỏi chút thử thôi chứ có gì đâu, cũng bình thường. Câu hỏi luôn mà. Kêu vợ người ta mà hỏi thăm làm gì.